Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video vlog điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trong số các bạn đang theo dõi video này thì không biết là các bạn đã chuẩn bị mua điện thoại hay chưa? Và các bạn sẽ mua điện thoại gì cho mình trong cái dịp Tết lần này? Các bạn có thể chia sẻ lại cho bọn mình biết nhé. Đấy, thế thì ngày hôm nay cái vlog của mình sẽ nói về những cái điện thoại mà vợ chồng mình sắm vào cái dịp cuối năm lần này. Đấy, thế thì đầu tiên là mình nói về cái điện thoại của mình đã, được chưa? Thế thì đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây chính là cái chiếc điện thoại mà mình đang dùng bây giờ. Chiếc iPhone 13 mini nha các bạn nhé. Đây là iPhone 13 mini. Cái phiên bản mình bé đấy, nhưng mà mình không nhắc lên bởi vì sao? Bởi vì là mình đang sử dụng nó để mà thu âm. Đấy, cái vừa rồi cái mic của mình đã bị hỏng đấy. Bình thường các bạn thấy là mình đeo cái mic ở đây, nhưng mà bây giờ cái mic của mình bị hỏng, nên là mình dùng iPhone để thu âm. Và các bạn sẽ đánh giá luôn cái chất lượng thu âm của cái iPhone 13 mini này, để xem là nó khác biệt gì so với ngày xưa mình thu mic hay không. Thì các bạn cũng biết rồi đấy, mình là người mà rất thích điện thoại màn hình bé, đặc biệt là iPhone màn hình bé. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đã có một cái điện thoại Android màn hình lớn để sử dụng rồi, nên là cái điện thoại còn lại mình sẽ mua iPhone và iPhone màn hình bé, được chưa? Mình hoàn toàn có thể đảo ngược nó lại, đấy là mua iPhone màn hình lớn hoặc cộng với cả một cái điện thoại Android màn hình bé. Tuy nhiên, riêng điện thoại màn hình bé thì mình luôn luôn ưu tiên iPhone, bởi vì là chỉ có iPhone nó mới có màn hình nó bé tới cái cỡ này. Chứ bình thường như là Samsung ấy, họ có Galaxy S10e thì Galaxy S10e cũng gọi là màn hình bé đấy, nhưng mà cái màn hình bé của S10e thì nó là 5,8 inch, là nó ngang với cả màn hình của iPhone 11 Pro rồi, đúng không ạ? Thì mình nghĩ là như thế nó cũng không phải gọi là quá bé lắm, mình phải thích là phải thật là bé nữa cơ. Hay như là thế hệ Galaxy S21 series gần nhất ấy, thì cái màn hình của Galaxy S21 nó cũng đã là tầm khoảng 6,1-6,2 inch rồi. Đấy, vậy nên thì cũng không thể gọi nó là màn hình gọi là quá bé được. Đấy, vậy nên là cũng chỉ có lựa chọn là iPhone thôi. Thế đây là mình đang chia sẻ góc nhìn là tại sao mình lại lựa chọn mua những điện thoại màn hình bé như này nhá. Xong lát nữa thôi mình sẽ nói là tại sao mình mua cho vợ mình iPhone 13. Đối với cả 13 mini thì mình thấy là năm nay nó có rất là nhiều những cái cải tiến so với 12 mini, thành ra là mình update lên. Bởi vì là nó có một cái hiệu năng tốt hơn là cái jack này. Nó sẽ có một camera ngon hơn. Đặc biệt là cái thời lượng pin ý, là nó đã cải tiến hơn. Đấy, cái pin nó cải tiến hơn là cái thứ mà mình thích, nên là mình lên. À, và thêm một cái điểm nữa nhá, đấy là bộ nhớ trong tối thiểu của 13 mini năm nay nó đã là 128GB rồi, chứ không phải 64GB nữa. Đây, thì vấn đề nâng cấp lên cũng là một cái vấn đề bộ nhớ, cũng là một cái vấn đề mà mình khá là nan giải. Đấy, thế thì năm nay là mình cũng chưa có kế hoạch để mà nâng cấp cho vợ mình điện thoại đâu, bởi vì là mình cũng mới mua cho vợ mình năm ngoái chiếc iPhone 11 Pro Max ấy. Nhưng mà khi mà mua 11 Pro Max cho vợ mình ý, thì vấn đề xảy ra ở đây là gì? Đấy là cái bộ nhớ trong của nó chỉ có 64GB, mà vợ mình sử dụng gần năm phát là nó đã đầy bộ nhớ trong rồi. Thực ra là chưa đến một năm đâu, nhưng mà cứ phải xóa bộ nhớ liên tục cũng cảm thấy rất là khó chịu. Thế là lúc đấy đi nâng cấp cho vợ lên ấy, thì mình thấy là đằng nào cũng nâng cấp điện thoại lên cho vợ, thì lên hẳn iPhone 13 luôn. Bởi vì là bán cái iPhone 11 Pro Max đấy đi nhá, mình bán dưới dạng hàng cũ, mình cũng khá là được giá, được tầm khoảng 16-17 triệu rồi. Đấy, bán rất là được giá luôn. Và khi mà bán cái 11 Pro Max đấy đi thì mình bù thêm vào cái iPhone 13 nó không nhiều. Đấy, thế thì lúc đấy cũng phân vân là bây giờ nên mua màu hồng hay là mua màu đỏ, bởi vì con gái mà, hợp với màu hồng với màu đỏ. Lúc đấy mình có tham khảo tại website của Cellphone S, thì cái phiên bản màu hồng giá nó cao quá, giá nó rơi khoảng 24 triệu, còn cái phiên bản màu đỏ thì nó chỉ có 22,7 triệu thôi. Nó chỉ đắt hơn cái phiên bản màu đen có 200.000. Thế là mình quyết định là mua phiên bản màu đỏ. Thứ nhất là vì giá cái đã. Ở trong cái video short hay là trên TikTok thì mình có nói là vì để sau này nếu mà vợ mình không dùng nữa thì nhượng lại cho mình, thì đấy cũng chỉ là một lý do thôi. Nhưng mà cái lý do chính ấy, mình không nói ra, lý do chính hôm nay mình mới nói này, đấy là vì phiên bản màu hồng nó quá đắt so với phiên bản màu đỏ. Và với một người thực dụng như mình, và cũng cả với cả cái sự lựa chọn của vợ mình nữa, thì vợ mình quyết định là lựa chọn mua cái phiên bản iPhone 13 màu đỏ. Và khi mà lựa chọn mua iPhone 13 màu đỏ rồi thì đúng thật là về nhà vợ mình mới nói là cũng may là mua màu đỏ, bởi vì là nếu mà sau này mà em muốn nâng cấp điện thoại thì anh cũng đỡ phải bán điện thoại đi, anh dùng luôn cái 13 này, chứ không bây giờ mình cũng không sử dụng lại được cái 11 Pro Max của vợ mình nữa, bởi vì mình không thích sử dụng điện thoại mình to, đúng không ạ? Đấy, thì ok, mình đồng ý. Đấy, thế là cũng may là mua cái 13 màu đỏ. Thế là lúc đấy thì mình cũng phân vân là bây giờ không biết là nên mua lên phiên bản 256GB nữa hay không, bởi vì là nếu mà vợ mình cứ đầy bộ nhớ như này mà lại cứ update mãi như này thì chết, đúng không nào? Nhưng mà lúc đấy mình nhìn ra thì cái phiên bản bộ nhớ trong 256GB lúc đấy ở Cellphone họ đang bán tương đối là cao, lúc đấy tầm khoảng 26 hay là 27 triệu mấy cơ.
chứ không như bây giờ. Ví dụ như bây giờ này thì cái phiên bản màu đen thì nó là 24 triệu, nhưng mà phiên bản màu đỏ cơ mua đã là khoảng 25,3 triệu rồi. Thì mình thấy là cái giá chênh lệch giữa những phiên bản màu sắc phiên bản bộ bên trong như thế này nó lệch nhau quá là nhiều tiền đấy, lệch nhau khá nhiều tiền luôn, 2 triệu mấy đến 3 triệu rồi. Thế nên mình mới bảo là thôi, nếu thế thì thôi mua phiên bản 128GB thôi, còn lại thì sau này nếu mà nó đầy thì lấy tính sau, đúng không ạ? Bởi vì là lúc mà bán đi thì cái phiên bản 128 hay 256 nó sẽ không chênh lệch nhiều như là lúc ra mua mới như này. Đấy. Nói thế chứ anh em cứ tưởng là ui ôi làm review giàu lắm, hay là thậm chí nhá, có những bạn còn tưởng là mình làm review còn được cửa hàng hay được hãng tặng điện thoại. Ui làm gì có chuyện đấy, ui được tặng thì tốt quá, đúng nào. Đấy, bọn mình khi đi mua bọn mình cũng phải tính toán như các bạn bình thường thôi, cũng làm gì có tiền đâu. Đấy, nói vã bọt mép như này làm gì có tiền đâu. Đấy, mua một cái điện thoại cũng phải căn ke cho mình, nói thật chứ mình mà có nhiều tiền thì mình đã mua điện thoại khác, chứ không mua 13 mini như này. Thực ra là thích điện thoại mảnh bé thì 13 mini là tốt nhất rồi. Đấy, trêu thôi. Đại loại là video này nó mang tính chất vui vẻ như thế. Thế rồi, thế sau khi mua 13 về thì vợ mình chỉ nói là ui sao nó mượt thế, thế thôi. Cầm nắm cái thứ nó sướng, vợ mình thích như thế. Camera thì ổn, ngon, chụp ảnh tốt. À nhưng mà khi mà mình chuyển cho vợ mình từ cái 11 Pro Max sang cái 13 thì mình có nói với vợ mình là cái con này là nó không có camera tele đâu nhá. Thì vợ mình không biết tele là gì. Thế là vợ mình hỏi tele là gì. Đấy, theo mình bảo là nó là cái camera zoom lên 2x ý. Zoom 2x mà không sợ vỡ hình mà hôm trước anh bảo em ấy. Đấy thì vợ mình bảo là thôi cái đấy thì em không cần, em ít khi dùng cái đấy lắm. Đấy, có góc rộng không? Thế anh mình bảo là có. Thế vợ mình nói thôi có góc rộng cái này được rồi. Thế là sau khi mang hai con về nhà với nhau chụp ảnh là thấy sự khác biệt luôn. Thế là vợ mình sướng ngay. Đấy. Thì là mua iPhone 13 là mình nghĩ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý rồi. Và cái bộ nhớ trong tối thiểu 128GB là cái điều mà mình nghĩ là rất là cần thiết. Còn mình cũng có hỏi vợ mình sau khoảng mấy ngày sử dụng ấy, thì mình có hỏi vợ mình là thế pin so với cả 11 Pro Max thì như thế nào, thì vợ mình nói là em dùng vẫn thoải mái nhưng mà có vẻ như là kém hơn một chút so với 11 Pro Max. Đấy, vợ mình chỉ nói là kém hơn một chút thôi chứ cũng không phải nói là kém hơn nhiều. Thì qua đây cũng cho các bạn thấy là cái iPhone 13 nó như thế nào. Còn hôm trước ý, thì mình cũng phân tích cho các bạn đấy là hiện tại là cái phiên bản iPhone 13 màu đen 256GB giá nó 24 triệu thôi thì nó đúng bằng với cả phiên bản iPhone 13 128GB màu hồng. Và nếu mà như thế chỉ chênh lệch màu sắc mà được cả một cái bộ như trong nó lớn như này thì mình sẽ ưu tiên mua iPhone 13 màu đen phiên bản 256GB. Đấy, hồi đấy nếu mà vợ mình mà không đến mức độ là phong thủy thì là khi mình mua màu đen xong mua một cái ốp lưng hồng cho vợ mình đấy. Nhưng mà ở nhà mình là vợ mình là người duy tâm nhất nên thành ra là không mua vợ màu đen cho vợ được. Vợ bảo là ui ôi màu đen là mệnh thủy mà mình lại là mệnh thổ, mà thổ lại khắc thủy thì thôi không mua. Đấy, không điện thoại sau này nó hay bị hỏng lắm. Đấy, vợ mình lại như thế cơ. Nên thành ra rất là khó có thể để thay đổi. Nên nếu không là mình đã mua màu đen 256GB cho vợ rồi. Đây cũng là một video mình chia sẻ. Còn lại thì về tất cả mọi thứ, từ cảm giác cầm nắm cho tới màn hình hay là hiệu năng camera, pin đều làm cho vợ mình hài lòng. Đấy là với con gái thôi. Còn kể cả mình nghĩ là với những bạn nam bây giờ mà bạn nào mà chơi game nặng cái thứ thì 13 vẫn hoàn toàn đáp ứng được cơ mà. Ai bảo 13 chơi game không tốt, 13 chơi game mát phết ấy. Thì không biết ý kiến anh em như nào, có thể lại để lại comment nhé. Và các bạn cũng có thể tham khảo qua những cái chương trình là thu cũ lên đời trợ giá 1 triệu tại Cellphonet. Đấy, hồi đấy thì lúc đầu là mình cũng định tham gia cái chương trình thu cũ lên đời nhưng mà cuối cùng là mình không tham gia nữa. Nhưng mà tại sao vợ mình lại không thích cái chương trình thu cũ lên đời? Vì đơn giản là vợ mình còn thích là ưu tiên bán cho người quen trước. Đấy, còn nếu mà sau này mà bán cho người quen không được thì mới bán cho người khác thôi. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đấy là vợ mình muốn là những cái gì mà còn sót lại ở cái điện thoại cũ ấy, mà khi mà chuyển sang điện thoại mới mà nó có vấn đề gì ấy, thì còn sử dụng cái điện thoại cũ được. Ví dụ như các bạn chuyển từ điện thoại cũ sang điện thoại mới nhé, các ứng dụng ngân hàng nhé, các bạn chỉ chuyển được là nó download cái app này về các thứ thôi, chứ còn đăng nhập các bạn vẫn phải tự đăng nhập cái thứ vào bình thường mà. Ví dụ như là quên chẳng hạn thì có thể sử dụng lại cái điện thoại cũ để mà chúng ta sử dụng để mà chuyển cho nó nhanh. Đấy, thì cứ dần khoảng mất chục ngày thì vợ mình mới chuyển hết toàn bộ dữ liệu từ điện thoại cũ sang điện thoại mới được. Đấy, thì đấy là lý do tại sao bọn mình không tham gia cái hình thu cũ lên đời. Chứ còn không tham gia thì bọn mình chả hỏi xem là giá họ định giá là bao nhiêu. Đấy, thì cũng chia sẻ luôn rồi. Ok, trên đây là một cái video vlog nhỏ như vậy thôi vào dịp cuối năm như này. Không biết là các bạn đã lựa chọn được điện thoại nào cho mình hay chưa, có thể lại comment cho mình biết nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.